Chào các bạn. Nấu ăn mì tôm buổi sáng. Nấu khoai. Hết rau rồi. Chào quý vị các bạn. Xin chào quý vị các bạn. Lắp xuyên xỏ từng lỗ có mình đang làm lồng chim.
Chào tạm biệt quý vị các bạn. Xin chào các bạn nhé. Đấy, nắp sang cái phiên đầu tiên này mà khó quá nhỉ. Biệt quý các bạn. Xin chào các bạn. Nấu ăn mì tôm buổi sáng. Mì khoai. Hết rau rồi. Thank you.
Chào quý vị các bạn. Xin chào các bạn nhé. Đây nắp sang cái phên đầu tiên này mà khó quá nhỉ. Chào tạm biệt quý vị các bạn. Xin chào quý vị các bạn nhé. Nắp xuyên xỏ từng lỗ có mà. Mình đang làm lồng chim.
Chào tạm biệt quý vị các bạn. Xin chào các bạn. Nấu ăn mì tôm buổi sáng. Mì khoai. Hết rau rồi. Xin chào các bạn nhé. Đây mình đang có ôm nước để ngâm cho nó thịt bê. Tối hấp giã đá ngâm để giã Thank you.
Rồi. Tua. Thank you.
Cho bán rau gì á? Hả? Mình nói tiếng đây ta biết làm sao. Xem nào. Đố cháu nghìn tiền nẻ nào để mua gì? À đồ đi à nó. Đồ đi à vẫn còn. Mai Ninh. Nhà vẫn còn. Mình còn mấy cần gì kho. Mai Ninh bát. Mai Ninh nhìn nổi đỗ đen phát ra. Thank you.
Mày đưa cái áo ra này. Để kho đây. Gì không? Hả? Thôi để anh đi tắm phát. Để vứt lên nhà. Sao chung ở dưới nhà mình nó bán mấy trăm nghìn một cân nhỉ? Siêu thị bán đắt này. Không. Mấy trăm nghìn cướp đầu ra. Không. Thật rẻ, nó có nhiều loại. Thì ăn ngon bùi lắm để bán cho chân gì thank you.
Quần áo đi tắm. Được, đã luôn rồi.
chào nước đây thế nào. Thank you.
Không về. Em đi đến. Trông chờ cho sếp à? Thank you.
đi tìm bố à? Ra đây. Ra bố đi. Giặt ít thì đến đây mà giặt này, đỡ phải đi xa khổ ra. Đấy, giặt ở đấy, nước nó nhiều, không phải đi xa lên trên kia làm gì. Cho mình cái lá chanh và tẩm nhiều thơm các bạn.
Cầu ơi, bảo vợ mày chú ra đây mà giặt đỡ phải đi xa kia vất vả khổ ra. Đây đầy nước mà. Cái chanh như vậy bật cái ná này cho nước tắm ná chanh thơm. Anh chán mày rồi đấy. Hot chả thấy hot. Ăn thì toàn ăn khôn mồm. Cười gì mà cười. Thank you.
Không được. Thay nước cho con chim có ngon. Tưởng nó mang quần áo đi giặt. Tưởng nó mang quần áo đi giặt.
Chào tạm biệt quý vị các bạn. Xin chào các bạn nhé. Đấy, nắp sang cái phiên đầu tiên này mà khó quá nhỉ. Biệt quý vị các bạn. Xin chào quý vị các bạn nhé. Nắp xuyên cho từng lỗ có mình đang làm lồng chim.
chào tạm biệt quý vị các bạn. Xin chào các bạn nhé. Đây mình đang cắm nước để ngâm cho nó thịt bê. Tối hấp cho nó giã đá, mình ngâm để giã. Tùa ơi! Chị Mai ơi! Tùa!
Cho
Bán rau gì á? Hả? Mình nói tiếng đây ta biết rồi sao? Xem nào. Đô 6.000 tiền nẻ nào thì mua gì? Hả? À đô đi hả nào? Đi vẫn còn Mai Ninh nhà vẫn còn mình còn mới mới cần khỏi Mai Ninh bát Mai Ninh nhìn nổi đỗ đen phát ra.
Tao mày mày đưa cái áo ra này. Để dưới kho đây. Gì không? Hả? Thôi để anh đi tắm phát. Này vứt lên nhà. Sao chung ở dưới nhà mình nó bán mấy trăm nghìn một cân nhỉ? Siêu thị nó bán đắt mà. Không. Mấy trăm nghìn cướp đâu ra? Không. Thật rẻ, nó có nhiều loại. Thì nó ăn ngon bùi lắm. Để nó ăn như thế gì. Thank you.
Quần áo đi tắm. Được là buồn rồi. Thank you.
Thank you.
Chào nước ở đây thế nào? Ai xưa. Thank you.
Công về. Em đi đấy. Trông chờ cho sếp à?
đi tìm bố à? Hả? Ra bố đi. Giặt ít thì đến đây mà giặt này, đỡ phải đi xa khổ ra. Đấy, giặt ở đấy, nước nó nhiều, không phải đi xa nữa trên kia làm gì. Cho mấy cái lá chanh và tẩm nhiều thơm các bạn.
Cậu ơi, bảo vợ mày chú ra đây mà giặt đỡ phải đi xa kia vất vả khổ ra. Đây đầy nước mà. Cái chai như vậy mình bật cái ná này cho nước tắm, ná chanh thơm. Anh chán mày rồi đấy. Hot chả thấy hot. Ăn thì phải ăn khôn mồm. Cười gì mà cười.
Không được. Thay nước cho con chim có ngần. Tưởng nó mang quần áo đi giặt. Tưởng nó mang quần áo đi giặt.
chào tạm biệt quý vị các bạn.